Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Thảo Yên và anh Hoàng Trọng Thủy tiếp tục quay trở lại để gửi đến quý vị những bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Và thưa quý khán giả, vậy là chỉ sau 3 năm khi mà bệnh dịch Ebola có thể tạm khống chế thì nay lại có cơ hội bùng phát trở lại khi mà Tổ chức Y tế Thế giới vừa tuyên bố là đã có 3 trường hợp tử vong do bị lây nhiễm virus này. Thưa quý vị, trường hợp đầu tiên được phát hiện là vào ngày 22 tháng 4 liên quan đến một người đàn ông 45 tuổi tại Congo, khi mà người lái xe taxi để đưa người đàn ông này vào bệnh viện và người đàn ông chăm sóc cho người đàn ông bị bệnh này cũng đã bị qua đời sau đó, thì ba người này chết đều là người sống trong khu vực có một cái tên là Likati, là nơi này dân số chỉ có khoảng dân số khoảng 900.000 người, và người dân chủ yếu sinh sống bằng việc chăn nuôi, săn bắn cũng như là trao đổi hàng hóa. Các quan chức y tế họ đang tiếp tục điều tra 17 trường hợp khác nghi ngờ là đã bị nhiễm bệnh. Thì Tổ chức Y tế Thế giới ước tính là đã có thêm 125 người được liên kết với các trường hợp nhiễm Ebola, và họ kêu gọi là công chúng phải cảnh giác và phải đi khám bác sĩ ngay nếu như bị sốt hoặc là có những cái triệu chứng khác. Thì những cái triệu chứng dễ nhận thấy như là sốt, nhức đầu, đau nhức cơ bắp, mệt mỏi, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng hoặc là sốt xuất huyết có thể bắt đầu từ 2 ngày hoặc là 21 ngày sau khi mà bị nhiễm bệnh. Thì đây là một loại virus truyền nhiễm lây lan thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc là các chất bài tiết từ cơ thể. Hiện thì chưa có vaccine phòng bệnh cho căn bệnh này. Cơ quan CDC của Hoa Kỳ cũng đã được thông báo về cái nguy cơ bùng phát và cho biết là họ sẵn sàng hỗ trợ thuốc men hoặc là phòng thí nghiệm nếu như cần thiết. Mặc dù là chưa biết sự lây nhiễm có rộng lớn hay không, nhưng mà Tổ chức Y tế Thế giới chưa có đưa ra khuyến cáo về giới hạn du lịch đi đến Congo, thưa quý vị. Yeah. Và bản tin này cũng là một trong những năm bản tin lớn nhất được cả thế giới chú ý trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, tại địa phương, ở tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, những vụ muốn tự tử đã từng được stream live trên Facebook. Trên Facebook có cái hệ thống quý vị bấm vào, cái là cầm một cái quay, một cái là tất cả mọi người quen biết với quý vị link với nhau là có thể nhìn thấy cái cảnh đó. Có một người đàn ông này nổi tiếng xưa nay ở Memphis, Tennessee là mê cái cô bồ đến độ đó là năm 2016 y đã từng bị bắt 2 lần về cái tội đó, nghĩa là hăm dọa cô gái muốn bỏ y rồi. Thấy y thì ghê quá đi, muốn bỏ nhưng mà sợ, bởi vì y hăm dọa và thậm chí bóp cổ cô gái nữa. Và từ đó là cô đã xin restraining order để buộc cái tên này phải tránh xa ra bao nhiêu trăm yard đó. Thì mới hôm tối thứ bảy vừa rồi vào khoảng 12 giờ 30 sáng, tên này biết cô gái ở trong một cái quán bar đang uống rượu với bạn bè, thì hắn cũng biết khôn, không tiến tới gần, nhưng mà ngồi ở một cái khoảng cách rất xa ở bãi đậu xe đối diện với cái quán rượu của cô gái ngồi bên trong. Và hắn làm gì? Nghĩa là cầm cái máy, một tay thì cầm điện thoại để quay cái cảnh live trên Facebook, rồi lấy dầu hỏa đổ vào người, và để đó, bên cạnh đó có cả một cái đèn cầy để nó sẵn. Và hắn vừa thét lớn lên vừa nói là nếu em không ra đây, không trở lại với anh đó, thì anh sẽ tự tử để chết, em có ra không? Thì cứ hắn cứ nói hoài, cô gái nhất định không ra. Thì có những người ở trong cái quán bar thấy hắn như thế thì sợ quá mới chạy ra cứu. Thì tình cờ có một người trong lúc chạy ra thì vội vã không thấy cái bình dầu để gần cái cây đèn cầy đó, thế là anh đá vô cái bình dầu, cái đầu dầu đó đổ ra, nó vượt qua cái cây đèn cầy, thế là nó phục một cái. Anh này anh đâu muốn chết đâu, anh đang nghĩa là giả đò thôi, nghĩa là nếu mà em không ra thì anh sẽ đốt, nhưng mà không ngờ cái người đó đá cái bình dầu. Hậu quả là người anh cháy, anh sợ quá, chung quanh không còn ai nữa. Quý vị biết anh chạy đâu? Chạy vô quán bar.
chạy vô quán bar thì vừa chạy đến quán bar là bao nhiêu người chạy ra lấy nghĩa là áo đập thật nhanh đấy. Thì sau đó cảnh sát đưa cái người này vào trong bệnh viện và cuối cùng tắt thở chết vì đầy xăng hết, đầy dầu kerosin, dầu hỏa đó. Thưa quý vị, bản tin ghi nhận đó, cảnh sát cho biết tên này là Jared McLemore. Jared McLemore cũng đang trong tình trạng tâm thần đó, cho nên đã có những cái hành động nông nổi như thế. Và thưa quý vị, đơn xin tị nạn của ba gia đình mà là những người mà đã từng giúp cho ông Edward Snowden ở Hồng Kông khi mà ông này đi sang quốc gia này lánh nạn trong cái vụ WikiLeaks vào năm 2013 đó, thì đơn xin tị nạn của ba gia đình này đã bị chính phủ Hồng Kông từ chối. Thì luật sư đại diện cho những gia đình này là ông Robert Tibble cho biết là tất cả gồm 3 người lớn mang quốc tịch Sri Lanka, 1 người Philippines và 3 trẻ em không có giấy tờ tùy thân đã nộp đơn xin tị nạn trong khoảng thời gian khá dài ở Hồng Kông, nhưng mà nay đã bị từ chối. Và trong một tin nhắn video độc quyền gửi cho đài CNN thì ông Edward Snowden cũng kêu gọi mọi người là giúp đỡ cho 3 cái gia đình này, bởi vì họ nói rằng họ sợ hãi khi mà phải quay trở về quê nhà ở Philippines và Sri Lanka vì sợ bị thủ tiêu. Những người này giờ đây có thể được tách ra và giam giữ bởi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở Hồng Kông, hoặc là họ phải đối mặt với việc bị trục xuất về quê nhà. Tuy nhiên họ có 14 ngày để mà kháng cáo với chính phủ Hồng Kông. Được biết là 3 gia đình này cũng đã nộp đơn xin tị nạn ở Canada và đang chờ chính phủ Canada chấp thuận. Và nhân nói đến cái chuyện mà di dân tị nạn này, thưa quý vị, ngày hôm nay tòa kháng án số 9 liên bang đang nghe hai bên, luật sư của ông Trump và luật sư của phe chống đối, gọi cái sắc lệnh mới đây, quý vị, đã bị một ông tòa liên bang ở Hawaii ngăn cản để thi hành đó. Mặc dù là lời lẽ rõ ràng hơn, minh bạch hơn và không bao gồm Iraq, thế nhưng vẫn bao gồm 6 quốc gia mà đa số là Hồi giáo, mà ông Trump lo ngại là những người từ 6 quốc gia này tị nạn vào Mỹ sẽ gây hại đến vấn đề an ninh. Ngày hôm nay, tòa kháng án số 9 đang nghe hai bên trình bày về chi tiết và sẽ đưa ra phán quyết một lần nữa. Đây là phán quyết, nếu có, sẽ là phán quyết thứ nhì liên quan đến sắc lệnh của ông Trump. Mà nếu bị ngăn cấm thì chưa biết được ông Trump có còn tiếp tục để đưa ra những sắc lệnh mới nhằm ngăn cản những người tị nạn từ các quốc gia Hồi giáo vào Mỹ nữa hay không. Hy vọng là tòa án trong tuần lễ này sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày thứ hai hôm nay của Little Sài Gòn TV qua phần trình bày của Thảo Yên và Hoàng Trọng Thủy. Mỗi thứ hai, anh Anthony từ công ty FMG gửi đến quý vị những tin tức liên quan đến hầu bao của quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo và cảm ơn Thảo Yên rất nhiều. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị một tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.